Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 9. Abimelech, con trai Jerubaal sang qua Sichem, đến cùng các cậu và cả nhà ông ngoại mình mà nói rằng: Xin các ông hãy hỏi hết thảy người Sichem mà nói rằng, hoặc tất cả 70 người con trai Jerubaal cai trị trên các ngươi, hoặc chỉ một người làm vua của các ngươi, điều nào là tốt hơn? Cũng hãy nhớ rằng ta đồng cốt nhục với các ngươi. Các cậu người nói dùng người đem các lời này thuật lại cho hết thảy dân Sichem nghe. Và lòng chúng nghiêng về Abimelech vì chúng nói rằng, người là anh em ta. Chúng bèn ban cho người 70 miếng bạc của miếu Baal Berith. Abimelech lấy bạc đó, mướn những kẻ bại hoại hoang đàn đi theo mình. Đoạn, người đi đến nhà cha mình tại Ophra và trên một hòn đá, giết các anh em mình, tức những con trai của Jerubaal, số là 70 người. Chỉ một mình Jotham, con út của Jerubaal còn sống, bởi vì chàng đã ẩn mình. Bây giờ, hết thảy người Sichem nhóm hiệp với cả họ Milo, đi đến cây dẻ bột bia đá ở tại Sichem mà tôn Abimelech làm vua. Jotham hay đặng điều đó, bèn đi lên đứng trên chót núi Garisim, cất tiếng la rằng: Hỡi người Sichem hãy nghe ta, và nguyện Đức Chúa Trời nghe các ngươi. Các cây cối đều đi đặng sức dầu cho một vua cai trị chúng nó. Chúng nó nói cùng cây olive rằng: Hãy cai trị chúng tôi. Cây olive đáp: Ta há sẽ bỏ dầu ta mà Đức Chúa Trời và loài người đều tôn vinh đặng đi sao động trên các cây cối ư? Các cây cối lại nói cùng cây vả rằng: Hãy đến cai trị chúng tôi. Nhưng cây vả đáp rằng: Ta há sẽ bỏ sự ngọt ngon và trái tươi tốt ta đặng đi sao động trên các cây cối ư? Đoạn, các cây cối nói cùng cây nho rằng: Hãy đến cai trị chúng tôi. Nhưng cây nho đáp: Ta há sẽ bỏ rượu ngon ta là thứ làm cho vui Đức Chúa Trời và người ta đặng đi sao động trên các cây cối ư? Bây giờ hết thảy cây cối nói cùng gai gốc rằng: Hãy đến cai trị chúng tôi. Gai gốc đáp cùng các cây cối rằng: Nếu bởi lòng chân thật mà các ngươi muốn sức dầu ta làm vua các ngươi, thì hãy đến núp dưới bóng ta. Bằng không, nguyện lửa ra từ gai và thiêu nuốt cây bá hương Liban đi. Bây giờ có phải các ngươi cư xử chân thật và công bình mà tôn Abimelech làm vua chăng? Các ngươi có hậu đãi Jerubaal và nhà người chăng? Có báo đáp điều người đã làm cho các ngươi chăng? Vì cha ta có tranh chiến cho các ngươi, liều mình mà giải cứu các ngươi khỏi tay dân Madian. Nhưng ngày nay, các ngươi lại dấy lên cùng nhà cha ta, đã giết trên một hòn đá các con trai người số là 70 người, và lấy Abimelech con trai của con đòi người, mà tôn lên làm vua của dân Sichem, vì hắn là anh em các ngươi. Vậy, ví bằng ngày nay các ngươi có lấy sự chân thật và chính trực mà đãi Jerubaal và nhà người, thì Abimelech khá vui mừng nơi các ngươi, và các ngươi hãy vui mừng nơi hắn. Bằng chẳng, nguyện lửa ra từ Abimelech thiêu nuốt những người Sichem cùng họ Milo, và nguyện lửa ra từ những người Sichem cùng họ Milo mà thiêu nuốt Abimelech. Đoạn, Jotham trốn, đi ẩn náu tại Bere và ở đó, vì sợ Abimelech anh mình. Abimelech cai trị Israel trong 3 năm. Đoạn, Đức Chúa Trời sai đến một ác thần sinh sự bất bình giữa Abimelech và người Sichem. Người Sichem bèn phản nghịch Abimelech để báo thù tội sát nhân đã phạm cùng 70 con trai Jerubaal và khiến huyết họ đổ lại trên Abimelech là anh đã giết họ, cùng đổ trên người Sichem đã giúp hắn giết anh em mình. Người Sichem sai mấy kẻ đi rình rập người trên chót núi. Chúng nó cướp giật những kẻ đi qua đường gần bên chúng nó. Abimelech hay được điều đó. Bây giờ Ga-anh, con trai Ebed,
cùng anh em mình đến vào trong Sichem. Người Sichem đều để lòng tin cậy nơi người. Rồi chúng ra ngoài đồng, hái những vườn nho của mình, đạp trái nho và dự tiệc yến. Đoạn, họ vào trong đền thờ của thần chúng, ăn và uống, rồi rủa sả Abimelech. Ga-an, con trai Ê-bết bèn nói rằng, Abimelech là ai? Sichem là chi mà chúng ta phục sự Abimelech? Hắn há chẳng phải con trai Jerubba-an sao? Còn Sê-bun há chẳng phải là kẻ phụ tá hắn ư? Các ngươi khá phục sự những người Hê-mô là cha của Sichem, còn chúng ta sao lại phục sự hắn? Ồ, nếu ta có dân sự này dưới tay ta, ta sẽ đuổi Abimelech đi. Đoạn, người nói cùng Abimelech rằng, hãy gia tăng quân lính ngươi mà ra trận. Sê-bun, quan cai thành, nghe được các lời của Ga-an, con trai Ê-bết nói, thì cơn giận người phừng lên, mật sai sứ đến Abimelech mà nói rằng, này, Ga-an, con trai Ê-bết và anh em nó đã đến Sichem, xúi dục thành giấy nghịch cùng ông. Vậy, đêm nay, ông và các người theo ông phải trỗi dậy, đi phục binh ngoài đồng. Đến sáng mai, khi mặt trời vừa mọc, ông phải dậy sớm xông hãm thành. Khi Ga-an và quân theo nó ra đánh ông, thì ông hãy tùy cơ mà làm. Vậy, Abimelech và cả đạo binh theo người đều trỗi dậy ban đêm, chia ra làm 4 đội và mai phục gần Sichem. Ga-an, con trai Ê-bết, kéo ra và đứng tại cửa thành. Abimelech và cả đạo binh theo người bèn đi ra khỏi nơi phục. Ga-an thấy đạo binh ấy, nói cùng Sê-bun rằng, ta thấy một đạo binh từ trên chót núi xuống. Sê-bun đáp, ngươi thấy bóng núi mà tưởng là người ta đó chứ? Nhưng Ga-an lại tiếp rằng, quả thật một cơ binh ở trên núi xuống và một đội do đường cây giá bột thuộc sĩ mà đến. Sê-bun bèn la lên rằng, chính ngươi đã nói, Abimelech là ai mà ta phục sự hắn? Vậy, những lời khoe khoang của ngươi đó đã ra sao? Đó há chẳng phải đạo binh mà ngươi khinh dễ ư? Bây giờ, khá đi ra giao chiến cùng chúng nó. Ga-an bèn đứng đầu các người Sichem đi ra giao chiến cùng Abimelech. Ga-an bị Abimelech đuổi theo, chạy trốn trước mặt người, và nhiều người bị thương ngã chết dọc đường cho đến cửa thành. Abimelech đi ở tại Aruma, còn Sê-bun đuổi Ga-an và anh em người đi, không cho ở tại Sichem nữa. Qua ngày sau, dân sự đi ra ngoài đồng, có người đem tin đó cho Abimelech hay. Người bèn bắt cơ binh mình chia ra làm 3 đội để mai phục ngoài đồng. Khi thấy dân sự ở thành kéo ra, người liền trỗi dậy và hãm đánh chúng nó. Đoạn, Abimelech và những kẻ đi theo lướt đến trước, dừng lại tại cửa thành, còn hai đội kia xông vào hết thảy người ở ngoài đồng và đánh giết họ. Abimelech hãm đánh thành trọn ngày, bèn chiếm lấy và giết hết thảy người ở trong, rồi phá thành và rắc muối ở đó. Nghe tin này, hết thảy dân sự ở tháp Sichem đều rút về trong đồn của miếu thần Berit. Người ta đem tin cho Abimelech hay rằng, hết thảy dân sự tháp Sichem đều hiệp lại tại trong đồn. Abimelech bèn đi lên núi Sanh Môn với cả đạo binh theo mình. Người cầm lấy nơi tay một cái rìu, chặt một nhánh cây, đỡ nó lên và vác trên vai, rồi nói cùng quân theo mình rằng, các ngươi có thấy điều ta làm chăng? Hãy mau mau làm như vậy. Vậy, mỗi người chặt một nhánh cây rồi đi theo Abimelech. Họ dựng sắp nhánh cây đó nơi đồn, châm lửa vào và thiêu đồn cùng những người ở trong. Như vậy, hết thảy những người ở tháp Sichem, nam và nữ đều chết, số ước 1000. Abimelech liền đi đánh Thê-bết, vây và chiếm lấy nó. Giữa thành phố có một cái tháp vững bền. Hết thảy dân sự của thành, nam và nữ đều chạy vô núp tại đó và đóng cửa lại, rồi lên trên đỉnh tháp. Abimelech tấn tới tháp, xông hãm nó và đi lại gần cửa đặng phóng hỏa. Nhưng một người nữ ném thớt cối trên đầu Abimelech làm bể sọ người.
người liền kêu gã trai trẻ cầm binh khí hầu mình mà nói rằng: "Hãy rút gươm ngươi ra giết ta đi, kẻo người ta nói một người đàn bà đã giết người." Vậy gã trai trẻ bèn đâm người thì người chết. Khi người Israel thấy Abimelech đã chết thì mỗi người đi về nhà mình. Như vậy Đức Chúa Trời báo ứng Abimelech vì tội ác hắn đã phạm cùng cha mình mà giết 70 người anh em mình. Đức Chúa Trời cũng báo ứng dân Sichem vì mọi điều ác mà chúng nó làm. Sự rủa xả của Jotham, con trai Jerubba-an, ứng nghiệm trên chúng nó là như vậy. Chương 10. Sau Abimelech, Thola, con trai Phu-a, cháu Đô-đô, người Isaka, dấy lên đặng giải cứu Israel. Người ở tại Samir trong núi Ephraim làm quan xét trong Israel 23 năm, rồi thác và được chôn tại Samir. Sau người ấy có Jair-rơ, người Gala-át, dấy lên làm quan xét Israel trong 22 năm. Người có 30 con trai, cởi 30 lừa con và có 30 cái thành ở tại xứ Gala-át. Ngày nay, người ta cũng còn gọi nó là thôn Jair-rơ. Khi Jair-rơ thác thì được chôn tại Kha-môn. Kế ấy, dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, phục sự những ba anh và ác tạc tê cùng các thần Syri, các thần Sidon, các thần Mô-áp, các thần người Am-môn và các thần của dân Philistin. Chúng nó lìa bỏ Đức Giê-hô-va, không phục sự Ngài. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng Israel, Ngài phó chúng nó vào tay dân Philistin và vào tay người Am-môn. Kể từ năm đó, hai dân tộc này hà hiếp và chà nát dân Israel. Những người Israel ở bên kia sông Giô-đanh trong xứ Amorit tại miền Gala-át bị hà hiếp, chà nát trong 18 năm. Dân Am-môn cũng sang qua sông Giô-đanh đánh Giu-đa, Benjamin và nhà Ê-phra-im. Israel bị cơn hoạn nạn lớn lao vậy. Bây giờ dân Israel kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: "Chúng tôi có phạm tội cùng Chúa, vì chúng tôi đã lìa bỏ Đức Chúa Trời chúng tôi và hầu việc các thần ba anh." Nhưng Đức Giê-hô-va đáp cùng dân Israel rằng: "Ta há chẳng có giải cứu các ngươi khỏi dân Ê-díp-tô, khỏi dân Amorít, khỏi dân Am-môn và khỏi dân Philistin sao? Lại khi dân Sidon, dân Amalek và dân Ma-ôn hà hiếp các ngươi, thì các ngươi có kêu cầu cùng ta, và ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay chúng nó. Nhưng các ngươi đã lìa bỏ ta hầu việc các thần khác, bởi đó cho nên ta không giải cứu các ngươi nữa. Hãy đi kêu cầu những thần mà các ngươi đã chọn, chúng nó khá giải cứu các ngươi trong cơn hoạn nạn." Dân Israel thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: "Chúng tôi đã phạm tội. Xin Chúa hãy đãi chúng tôi theo điều Chúa cho là tốt lành. Chỉ xin hãy giải cứu chúng tôi ngày nay." Họ bèn cất khỏi giữa mình các tà thần rồi trở lại phục sự Đức Giê-hô-va. Lòng Ngài buồn rầu về sự khốn khổ của Israel. Dân Am-môn nhóm lại và đóng trại trong xứ Gala-át. Dân Israel cũng nhóm lại và đóng trại tại Mít-ba. Dân sự và các quan trưởng xứ Gala-át hỏi nhau rằng: "Ai là người sẽ khởi đầu ra đánh dân Am-môn? Người đó sẽ làm quan trưởng hết thảy dân Gala-át." Thi Thiên 82. Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời, Ngài đoán xét giữa các thần. Các ngươi sẽ đoán xét chẳng công bình và tây vị kẻ ác cho đến chừng nào? Hãy đoán xét kẻ khốn cùng và người mồ côi, hãy xử công bình cho người buồn rầu và kẻ túng ngặt. Khá cứu vớt kẻ khốn cùng và người thiêu thốn, giải họ khỏi tay kẻ ác. Chúng nó không biết chi, cũng chẳng hiểu chi. Chúng nó đi qua đi lại trong sự tối tăm, các nền trái đất đều rúng động. Ta đã nói các ngươi là thần, hết thảy đều là con trai của Đấng Chí Cao. Dù vậy, các ngươi sẽ chết như loài người, sa ngã như một quan trưởng. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy trỗi dậy đoán xét thế gian, vì Chúa sẽ được muôn dân làm cơ nghiệp. Chương 20. Năm thứ bảy, ngày mùng 10 tháng 5, có một vài trưởng lão Israel đến đặng cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Họ ngồi trước mặt ta. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: "Hỡi con người,
hãy nói cùng các trưởng lão Israel, bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy, có phải các ngươi đến đặng cầu hỏi ta chăng? Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta không để cho các ngươi cầu hỏi. Hỡi con người, ngươi muốn xét đoán chúng nó, ngươi muốn xét đoán chúng nó chăng? Hãy làm cho chúng nó biết những sự gớm ghiếc của tổ phụ mình. Vậy ngươi khá nói cùng chúng nó rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, đang ngày mà ta chọn Israel, mà ta thề cùng dòng dõi nhà Gia-cốp, mà ta tỏ mình cho chúng nó biết ta trong đất Ê-díp-tô, khi ta thề cùng chúng nó và rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Ngày đó ta thề hứa cùng chúng nó rằng: Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi đất Ê-díp-tô đặng vào đất mà ta đã tìm sẵn cho chúng nó, tức là đất đượm sữa và mật ong, vinh hiển nhất trong các đất. Ta nói cùng chúng nó rằng: Các ngươi ai nấy khá quăng xa mình những sự gớm ghiếc của mắt các ngươi, và chớ làm ô uế mình với các thần tượng của Ê-díp-tô. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nhưng mà chúng nó dấy loạn nghịch cùng ta và không muốn nghe ta. Ai nấy không ném bỏ những sự gớm ghiếc của mắt mình và không lìa bỏ các thần tượng của Ê-díp-tô. Bây giờ ta nói rằng: Ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó, làm trọn sự giận ta nghịch cùng chúng nó giữa đất Ê-díp-tô. Nhưng ta đã vì cớ danh ta mà làm, hầu cho danh ấy khỏi bị nói phạm trước mắt các dân ngoại mà chúng nó ở giữa. Trước mắt các dân ấy, ta đã tỏ mình cho chúng nó biết khi đem chúng nó ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vậy ta đã làm cho chúng nó ra khỏi đất Ê-díp-tô và đem chúng nó đến nơi đồng vắng. Ta ban cho chúng nó luật lệ của ta và làm cho chúng nó biết mạng lệnh ta, là điều nếu người ta làm theo thì được sống bởi nó. Ta cũng cho chúng nó những ngày Sa-bát ta làm một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va biệt chúng nó ra thánh. Nhưng nhà Israel nổi loạn nghịch cùng ta trong đồng vắng. Chúng nó không noi theo lệ luật ta, khinh bỏ mạng lệnh ta, là điều nếu người ta làm theo thì được sống bởi nó, và phạm các ngày Sa-bát ta nặng lắm. Bây giờ ta nói, ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó trong đồng vắng, đặng diệt hết đi. Nhưng ta đã vì cớ danh ta mà làm, hầu cho danh ấy không bị nói phạm trước mắt các dân ngoại. Trước mắt các dân ấy, ta đã đem chúng nó ra khỏi. Và ta cũng đã thề cùng chúng nó trong đồng vắng rằng, ta sẽ không đem chúng nó vào đất mà ta đã định cho chúng nó, là đất đượm sữa và mật ong, vinh hiển nhất trong mọi đất. Vì chúng nó đã bỏ mạng lệnh ta, không noi theo lệ luật ta, và phạm những ngày Sa-bát ta, bởi lòng chúng nó đã hướng về thần tượng mình. Dầu vậy, mắt ta đã thương tiếc chúng nó, ta không hủy diệt chúng nó, ta không làm tận tuyệt chúng nó trong đồng vắng. Ta phán cùng con cái chúng nó trong đồng vắng rằng: Đừng noi theo luật lệ của ông cha các ngươi, đừng giữ mạng lệnh họ và tự làm ô uế với những thần tượng của họ. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hãy noi theo luật lệ ta, vâng giữ mạng lệnh ta và làm theo. Hãy biệt những ngày Sa-bát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nhưng con cái dấy loạn nghịch cùng ta, không noi theo luật lệ ta, không vâng giữ và không làm theo mạng lệnh ta, là điều người ta nếu làm theo thì được sống bởi nó, và chúng nó phạm những ngày Sa-bát ta nữa. Bây giờ ta nói rằng, ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó và làm trọn sự giận của ta nghịch cùng chúng nó trong đồng vắng. Song le, ta đã kéo tay ta lại và đã vì danh ta mà làm, hầu cho danh ấy không bị nói phạm trước mắt các dân ngoại. Trước mắt các dân ấy, ta đã đem chúng nó ra khỏi. Vả, ta đã thề cùng chúng nó nơi đồng vắng rằng, ta sẽ làm cho chúng nó tan lạc giữa các nước và rải ra trong nhiều nước, vì chúng nó không vâng làm mạng lệnh ta, nhưng đã bỏ lệ luật ta, đã phạm những ngày Sa-bát ta. Và mắt chúng nó
đã hướng về các thần tượng của tổ phụ mình. Ta cũng đã ban cho chúng nó những luật lệ chẳng lành và mạng lệnh mà bởi đó chúng nó không được sống. Ta làm ô uế chúng nó bởi của cúng chúng nó, khi chúng nó khiến mọi con đầu lòng qua trên lửa, hầu ta làm cho chúng nó ra hoang vu, đến nỗi chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Vậy nên, hỡi con người, hãy nói cùng nhà Israel, bảo nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: tổ phụ các ngươi đã nói phạm ta, bởi chúng nó đã phạm pháp nghịch cùng ta, khi ta đã đem chúng nó vào đất mà ta đã thề ban cho chúng nó. Bây giờ chúng nó đã tìm thấy các gò cao và các cây rậm mà dân của lễ mình tại đó. Chúng nó đã bày ra tại đó những của cúng chọc giận ta, cũng đã đặt tại đó những hương có mùi thơm và đã làm lễ quán. Bây giờ ta nói cùng chúng nó rằng, nơi cao mà các ngươi đi đó là gì? Cho nên, nơi cao ấy còn gọi là Ba Ma cho đến ngày nay. Vậy nên, hãy nói cùng nhà Israel rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: các ngươi tự làm ô uế mình theo cách tổ phụ các ngươi, và các ngươi hành dâm theo những sự gớm ghiếc của họ sao? Khi các ngươi dâng lễ vật, khi các ngươi cho con trai mình qua lửa, các ngươi còn tự làm ô uế với những thần tượng mình cho đến ngày nay sao? Hỡi nhà Israel, ta há để cho các ngươi cầu hỏi sao? Chúa Giê-hô-va phán: thật như ta hằng sống, ta không để cho các ngươi cầu hỏi. Chẳng có sự gì sẽ xảy ra như điều các ngươi tưởng khi các ngươi nói rằng, chúng ta muốn nên như các dân tộc và các họ hàng ở các nước, thờ gỗ và đá. Chúa Giê-hô-va phán: thật như ta hằng sống, ấy là dùng tay mạnh mẽ và cánh tay giang ra, lấy thạnh nộ đổ ra mà ta sẽ làm vua trên các ngươi. Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi giữa các dân. Ta sẽ dùng tay mạnh mẽ và cánh tay giang ra và sự thạnh nộ đổ ra để nhóm các ngươi lại từ các nước mà các ngươi đã bị tan tác trong đó. Ta sẽ đem các ngươi vào nơi đồng vắng của các dân. Tại đó, ta sẽ đối mặt xét đoán các ngươi, như ta đã xét đoán tổ phụ các ngươi trong đồng vắng đất Ê-díp-tô thể nào, thì ta cũng xét đoán các ngươi thể ấy. Chúa Giê-hô-va phán vậy: ta sẽ làm cho các ngươi qua dưới gậy và sẽ đem các ngươi vào trong dây giao ước. Ta sẽ tẩy sạch khỏi các ngươi những kẻ loạn nghịch và những kẻ phạm pháp nghịch cùng ta. Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi đất mình trú ngụ, nhưng chúng nó sẽ không vào đất Israel. Như vậy, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Hỡi nhà Israel, về các ngươi, thì Chúa Giê-hô-va phán như vậy: hãy đi, mỗi người trong các ngươi khá thờ thần tượng mình. Sau sự đó, các ngươi chắc sẽ nghe ta và sẽ không nói phạm danh thánh của ta nữa bởi của cúng và bởi thần tượng các ngươi. Chúa Giê-hô-va phán rằng: vì trên núi thánh ta, trên núi cao của Israel, tại đó cả nhà Israel hết thảy chúng nó sẽ hầu việc ta ở trong đất. Tại đó ta sẽ nhận lấy chúng nó, và tại đó ta sẽ đòi của lễ các ngươi và những trái đầu mùa của lễ các ngươi cùng mọi vật thánh. Ta sẽ nhận lấy các ngươi như mùi thơm tho. Khi ta đem các ngươi ra khỏi giữa các dân và nhóm các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan tác, và ta sẽ được tỏ ra thánh trong các ngươi ở trước mắt dân ngoại, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta sẽ đem các ngươi vào đất của Israel, trong nước mà ta đã dùng lời thề hứa ban cho tổ phụ các ngươi. Tại đó các ngươi sẽ nhớ lại đường lối mình và mọi việc tự mình làm nên ô uế. Các ngươi sẽ tự chán ngán trước mắt mình vì cớ mọi sự dữ mình đã phạm. Các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta sẽ vì danh ta mà đãi các ngươi, chứ không theo đường lối xấu xa và việc làm hư nát của các ngươi. Hỡi nhà Israel, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài.
xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.